Xin chào toàn thể quý cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Feng. Ngày hôm nay thì Feng đang ở trên đồi ngô, chỗ nhà của ông già trên núi, ông già Chăn Châu. Đó. Ngày hôm nay thì Feng lên đây để thanh toán tiền vật liệu cho nhà ông già trên núi. Nhà ông già trên núi này đã xây xong rồi. Đó, chát bên trong bên ngoài là cũng xong hết rồi. Bây giờ mọi người đang ốp cái gạch hoa, gạch bông ở dưới nền nhà. Đó. Thì vào quay chia sẻ cho các bác về cái ngôi nhà của ông già. Đó. Xong là hôm nay sẽ công khai về cái việc mà chi phí tiền vật liệu là hết bao nhiêu. Ông đi đâu đây? Đi bắt nước à? Ừ. Nước ở tận đâu ông? Nó tụt à hay nó đứt ạ? À? Tụt rồi. Tụt rồi à? Ừ. Thế cháu đi chơi với ông nào. Ông năm nay hơn 70 tuổi rồi nhưng mà khỏe. Không khỏe rồi à? Mệt lắm. Nhưng mà ông vẫn đi trèo đồi để chăn trâu được mà. Vẫn tạm đi thôi. Rồi, ông đi lấy nước đi. Ở trên cao này à? Tít trên cao này á? Thế ngày xưa sao ông lại đặt tên con trai ông ấy, tên là Mình? Con trai á? Vâng, nó tên là Mình ấy. Con trai, cái con nhà nó ấy, Mình á. Vâng. Có đồng lòng là Dình. Mình hay mẹ? Mình hay? Dình. Con kia là... Đâu, Mình mà, cô Mình. Mình đây. Đây, nó đây rồi. Đi được không? Đi được không? Ngày xưa mà ông không đặt nó là Mình, ông đặt nó là Minh ấy. Thì đẹp hơn. Mình là khác. Mình gọi Mình bây giờ cứ đi, ví dụ mà vào nhà nó gọi vợ thôi, cứ vợ Mình ơi, khác gì gọi vợ Mình. Cháu thấy nó cứ dối nào. Đây ở trên này ông. Dạ. Mình ơi, lấy gà vào nhá, cái ở cái sọt kia kìa. Lấy anh mua 3 con gà khá to to ấy, vào đun nước đi, xong rồi mổ luôn đi nhá. Để cho các bác hôm nay là có các bác thợ xây này, đấy, với cả anh em giúp chuyển vật liệu. Đó, về ăn bữa cơm, coi như gần như là tổng kết rồi. Nhà ông chỉ còn mấy cái cửa thôi. Còn 3 cửa. Còn 3 cửa, cũng tính sơ sơ qua rồi, vẫn làm được cửa cho ông. Là cái cửa chính của cái ngôi nhà ấy, thì sẽ làm bằng cửa bằng sắt. Đó, bền đẹp, mạ, cái gì nhỉ? Sơn tĩnh điện 2-3 lớp. Đẹp. Với cả hai cái cửa ở hai đầu trái ấy, thì là làm bằng gỗ. Làm bằng gỗ thì cũng là thuê mấy anh thợ ở đây anh làm cho thôi. Mấy anh thợ xây này làm giỏi lắm. Thợ xây mà biết xây này, hay biết làm khung nhôm cửa kính, làm cửa sắt này, làm luôn được cả mộc nữa. Trên cao vậy ông nhỉ? Ở đây à? Chắc là do con trâu nó dẫm vào sao ông nhỉ? Đấy, đây này. Thế là không có nước. Ai. Nước ở trong này hả ông? Đây ở trong khe này à? Đây này có một cái mạch nước. Nhưng nhà này một mình ông dùng thôi chứ có ai dùng chung nữa không ạ? Cái mạch này có ai dùng nữa không hay một mình ông thôi? À một mình à? Dạ. Ba nhà. Thằng em xù nhỉ? Thằng em xù mình. Đi về đi ông đi. Rồi bây giờ đi về nhà thì quay chia sẻ với các bác cái nhà nhá.
Đấy, các bác đợi tí. Rồi đi. Vào mổ đi. Ba em. Mỗi em hình như là chỗ này gần 6-7 cân này. Nay đông không? Nay. Có khoảng bao nhiêu người? Chắc tầm 30 cho 30. 30 người? 30 ấy. À 3 mâm mà. Ừ. Có đội thợ xây này, đội giúp chở vật liệu này, với cả nhà mình thôi đúng không? Rồi đi. Ông đi sang xem nhà, ông dẫn cháu sang xem nhà ông nào. Có đẹp không? Đi một tí về mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại ông nhỉ? Nóng quá. Nhưng mà hôm nay trời đâu có nắng đâu. Mình ơi, ở nhà ở trên bên này ấy chưa? Nọ tháo cái kia chưa? Tháo rồi, còn hai cái kia là phải nói hết rồi. Ôi giời ơi, đẹp, đẹp quá. Cái hết rồi, còn một cái thôi. Một cái ra lại để hứa. Các bác bảo là tháo ra nó đổ nhà. Từ từ đợi em tí nhá, đừng cắt vội. Sợ nó ồn quá. Em chào anh. Anh, trịnh trọng giới thiệu với các bác, đây là anh thợ xây. Đấy, đội trưởng đội thợ xây đây. Thật sự là anh này không phải chê hay là khen gì đâu, nhưng mà anh này làm quá tốt luôn. Cho nó rỗng. Vâng. Đây này, này các bác thấy chưa? À. Thực ra là hôm trước mà Phen có tư vấn với cả gia đình ấy, là cũng có trước khi quay hay là chia sẻ ấy, là đăng video lần trước ấy, là cũng có các bác tham vấn, các bác tư vấn cho, các bác xem video đều là những người mà có những cái người mà người ta làm về kỹ thuật xây dựng rất là lâu năm rồi, làm rất là nhiều người ở các vùng miền khác nhau. Đó, các bác cũng tư vấn là tháo cái đấy ra để làm đố cửa. Đó, thì Phen Phen thấy nó hợp lý và lên trên này cũng hỏi mấy anh thợ xây này này. Đó, các bác bảo là tháo cái này ra, nó sẽ đổ cái nhà xuống. Nhưng mà các bác phải hiểu một điều này, nếu mà cái đố mà chân cột này này, nhà mà không có tường bao bên ngoài thì hoàn toàn không dám tháo ra, bởi vì những cái lịa ván gỗ ấy nó sẽ bấu vào những cái này đấy, tạo thành một mảng, gió mà nó thổi một phát vào ấy, nó vào cái đấy thì nó sẽ đổ xuống. Nhưng mà bây giờ hoàn toàn nếu ví dụ gió nó có lùa vào ấy, thì nó cũng vào đến tường và đẩy ngược lại. Đấy, nó chỉ hở mỗi cái mái lên thôi. Đấy, mái thì nó cũng có cái đường lượn sóng từ mái fibro xi măng để thoát gió lên trên. Nên là hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Rất là nhiều nhà người ta làm như này rồi. Đó. Nên là yên tâm, không đổ được. Các bác gọi đổ. Ê, bây giờ các anh thợ xây bảo xem nó có đổ được không? Không đổ được. Nhiều. Nhiều. Đây, cái đấy nhờ. Các bác, nhiều bác thực ra là cũng có thể là chưa biết. Đó, là những cái comment đầu vịt tiên thì các bác bảo là có thể nó sẽ đổ, nên là các bác ở đằng sau thì cũng chưa biết lắm, nên là cũng bảo là có thể đổ, nhưng hoàn toàn không đổ, rất đẹp. Đấy, thấy chưa, rộng rãi đẹp ông nhỉ. Đẹp quá rồi, lên gạch hoa này là lau đi là sạch sẽ rồi. Đây là cái khu vực mà nghỉ, phòng nghỉ của ông cụ. Đấy, xong rồi, bây giờ chỉ đặt một cái giường vào đây là đẹp rồi. Quá đẹp luôn. Khác hoàn toàn ông nhỉ, đợt trước lên đây cứ ngồi ăn cơm đây có mỗi khung nhà ấy nhỉ. Nó không sạch. Đó. Mình ơi, bảo anh chuyển vật liệu lên chưa? Mời anh lên rồi à? Này mà có cái công trình nào gần đây chắc lúc nào cũng phải trưng tập anh quá. Quá quá đẹp. Vâng. Em bảo thay anh Thắng yêu cầu là sơn, đến ba nhà sơn để em nhận sơn. Nhận sơn luôn à? Ừ, nhận cả sơn. Nhưng nhà mình là em bảo lắp cửa để em lo lắp cửa, em làm
Ừ đấy, tôi có cái nhà mình đấy, thì em tính qua rồi nó vẫn còn thừa tiền, thì anh giúp cho em làm cái cửa chính nhà này với cả các cái cửa cái khung song sắt của cửa sổ là cái khung ta chưa vào, không chưa lắp vào hai bên cánh thì lắp cái khung xong cái này người ta vào thì người ta không chui được vào trong nhà đó, chính xác. Và mà các cửa đầu hồi này thì anh giúp em làm cửa gỗ thôi, cửa gỗ đấy đẹp, bởi vì nhà em có rất là nhiều cái gỗ đằng sau ấy, nên tận dụng mình sử dụng cái cửa gỗ để làm hai cái cửa bên này nhé. Làm cửa, làm cửa sắt hay cửa kính? cửa sắt bốn cửa sổ là khung sắt nhé. Dạ vâng, khung sắt. Ok, giúp em với nhá. Cứ làm đẹp như cái nhà này là tuyệt vời. Nhà này nâu đi thì tuyệt vời, đẹp thật. Đó, như cái chỗ này này bây giờ các bác thấy chưa, nó đang bị mắc cái này, bây giờ mà tháo cái này ra rất đẹp. Cắt đi anh, góc đi đấy, cắt góc đi, nó sẽ tạo ra một cái không gian thẳng này, ví dụ trẻ con nó đi qua đây nó chạy pèo phát ra kia được, để cái này nó tự nhiên vô duyên quá. Đẹp. Vâng đấy, bên này đây các bác này, cái này rất là không hợp lý, bất hợp lý đấy. Đấy, đầu đốc nhà thì các anh ấy để một cái ô thoáng này, thoáng là một này, thứ hai là có ánh nắng mặt trời đấy, sáng rất đẹp. Rất là cẩn thận, cạo từng tí một các bạn. Ê, chỗ này hôm qua đi ăn dằm à? Xong là họ chia cho à? Thế thì đi ăn dằm thích nhỉ? Này lại được thịt heo nướng barbecue các bác ạ.
Ông lấy được lá đu đủ đấy à? Ở cây chỗ nào đấy ông? Ừ. Cây đu đủ ở chỗ nào? Đây đây đấy. À ngay đây à? Cái này này, cái kia. Vâng. Ngon. Ngon à ông? Đắng à? Đắng mà ngon. Vâng. Đợi chỗ này cho nó cháy một tí nữa các bạn, cho nó có than. Đấy, có than thì bắt đầu lướng. Thịt heo thì mình nướng, còn đâu mà gà thì mình xào. Dạ. Đợi đợi một tí, để một tí để lấy dây buộc ông ơi. Lấy dây buộc, lấy dây buộc. Không. Ông cứ để đấy thằng cu mình nó khác làm ông ạ. Ông cứ để đấy. Rồi bác nướng thịt được cho em. Nhưng mà thấp quá em ơi, cao lên. Không được đâu, cháy đấy. Ồ, chỗ này đông khán giả quá. Ôi, khán giả đông quá. Em chào anh nhá. Cái cao lên em ơi. Dựng lên, dựng cái gạch lên chứ. Đặt ngang à. Đặt nghiêng lên này, đấy. Rút củi ra. Đặt cái kia lên đi. Đấy. Úp lưng xuống trước. Rồi. Em rút củi ra. Cứ gác vào nhau cũng được mà. Rút ra ngoài thôi, đừng có rút hẳn ra ngoài. Kéo cái củi ra ngoài. Tí nó cháy đấy, nó nóng thế, nó cháy đấy. Kéo ra một tí. Đấy, được rồi, đúng rồi. Cái bên này nữa. Tí là ngon. Đấy, đúng rồi, cái để đấy. Không cháy đấy. Phải để ý nhé, không nó cháy đấy. Nhanh nhanh cháy lắm. Than hồng này mà. Không vàng nhỉ? Chưa. Ừ. Rồi được. Lấy chổi, đi mượn chổi đi. Quét trước chứ. Đưa con cho ai bế, cho ông bế. Lúc nào bế đứa con trên người làm được cái gì đâu. Nghỉ rồi à anh em? 12 giờ rồi, nghỉ cho mấy chị em người ta đi lấy chổi quét. Đó, chỉ sợ bố ra. Chỗ nào dày ấy, chọc. Là
Mỗi xù sướng nhất đấy nhỉ, ngồi ôm cái quạt. Hả? Ngồi đằng sau cái quạt nó không gió. Canh này hôm nay không cho bí cho biết thì không gì hết à? Để không à? Ờ được. Chan cơm mà mén. Chan cơm mén mén này. Cái cổ cánh gà bảo thả bí vào không, hôm nay không thả bí, để nguyên đầu cổ cánh gà ấy. Nấu như kiểu luộc lên, lấy nước là tí chan với là mén mén. Để nhạt luôn chứ. Thế nè. Ừ. Anh sờ, cẩn thận rơi. Mình biết ra thử ạ. Em chặt được không? Ai chặt? Anh chặt đi. Em phải bảo thằng cu mình ấy là canh kiếc là múc hết lên đi. Bát đũa bảo chị em ra xếp ra đi. Muộn rồi, 1 giờ rồi. Mang về từ hôm qua này, không biết là có tủ lạnh nhỉ? Không có tủ lạnh mới có mùi không nhỉ? Thơm vẫn. À đi gửi đúng không? À đi ạ. Nó mỏ đấy các anh ơi. À, chị ơi. Ô, 1 giờ rồi. Thằng cu mình này hôm nào nó cũng cho ăn 1 giờ được ăn. Vâng ạ. Mời mọi người đi. Nào, trẻ con, trẻ kiếc, lớn, người lớn. Đi đi em ơi, lên đi. Nào, vợ xù xì lên đi. Chú ơi, đi chú ơi, đi. Xong hết rồi, đi. Đi thôi, đi thôi. Xong hết rồi, nên đi. Đi coi. Vào đi. Vợ xú đi vào đi, con chết nắng à, đứng giữa trời nắng này. Ba, mở.
Sao lại phải đổ vào hả chị? Hả? Sao phải đổ vào? Đổ vào những đồ ăn ấy. À đấy à. Anh. Mình ơi, xong chưa đi? Vào đây ngồi đi em. Vẫn còn cố rít viên thuốc nào nữa à? Vào đây để anh còn thanh toán với anh chuyển vật liệu. Các bác ở dưới kia cứ ăn cơm đi nhá. Ông cứ no đi. Vâng, cháu xin phép thanh toán tiền vật liệu với anh cung ứng vật liệu đã. Mình ngồi đây, mình ơi, để anh xem điện nong như nào. Anh ngồi đây. Đó. Đây là cái phiếu mà chuyển vật liệu là anh cung ứng vật liệu. Đây là anh chở vật liệu. Đó, anh chở xong hết nhà cửa rồi. Đấy, xi măng rồi sắt rồi các thứ. Đội ở dưới quản lý mi nhủ đừng có khóc tí. Cho em xin 2 phút thôi, 5 phút thôi. Đấy, báo cáo với các bác là cái phiếu mà cung ứng vật liệu ấy, là anh chở vật liệu ấy, anh đã mang đến đây cho Phen Phen rồi. Đây là 4.000 gạch nhân với giả 2.000 một viên là 8 triệu. Đó, xi măng là 120 bao nhân với 68.000 một bao bằng 8 triệu 160.000. Cát xây là có 4 khối nhân với 400.000 một khối là 1 triệu 6. Đấy. Còn cát chát này đấy, là 5 khối nhân với cả 430.000. Cát chát thì nó nhỏ hơn, mỏng hơn, nó đắt hơn là 30.000 là 2 triệu 150.000. Đấy, tí tổng ra đây rồi, anh cứ tổng ra đây tí phen phen tính sau. Còn cái này là 45 cân sắt 6 để làm đai móng với cả cái ô trên cửa sổ ấy là 45 cân nhân với giá 19.500 đồng một cân. Đấy, ra tiền là 877.500 đồng. Đó, 9 khối cát, đây là thêm đấy thêm 9 khối cát đây này. Đấy, cát xây ấy, lúc mà nghỉ Covid là không chở được là ít thôi. Là em cứ tắt đi em ơi. Quạt nó gió to. 9 khối cát chát nữa là 400.000 nữa là 3 triệu 6. Đó. Sau đó là gạch hoa thì có 86 hộp nhân với 85.000 một hộp là 7 triệu 310.000 và 5 hộp cái loại gạch ốp chân tường ấy 125.000 một hộp là 625.000. Đó, bây giờ Phen Phen sẽ cộng lại xem nó đúng chưa. Đó, đây, cộng cho các bác xem luôn là tám triệu tiền gạch bi này cộng với cả xi măng là 8.160.000. 8.160.000. Đó. Cộng với cả 1.600.000. 1.600.000 tiền cát xây lần 1 này. Đó, cộng tiếp với cả cát chát 5 khối là 2.150.000 này. Đó. Bằng 19.190.000 đây rồi, anh tổng cái quận trên này đúng rồi này. Đó. Cộng tiếp với cả 45 cân sắt 6 này. Cộng với cả 877.500 đồng, nhưng mà 500 đồng bỏ ra ngoài cho nó đỡ bị nẻ. Đấy. 877.000 này. Đó. Cộng với cả 3.600.000. 3.600.000 này. Đó. Bằng 24.387.000. 24.387.000. 500 nẻ ở trên này bỏ ra. Đúng rồi. Cộng với cả gạch hoa. Cộng với gạch hoa là 7.310.000. 7.310.000 này. Cộng tiếp với cả 625.000. 625.000. Bằng 32 triệu
32.322.000. Anh vừa cộng ra bao tiền? Vâng. Và anh cộng bao tiền? Vẫn là 32.322.000. Ờ rồi. Đấy. Đấy, các bác có thể xem video đến đây các bác có thể biết nhá. Đấy. Thì bây giờ Feng sẽ thanh toán tiền cho anh. Đấy, 32 triệu. Có một mình chỗ này là 30 triệu. Chỗ này là 30 triệu, 25 triệu tiền. Anh đếm đi, chỗ này là 30 triệu. Em đếm trước rồi. Đây, anh thông cảm tí nhá, em quay một đấy, anh đếm chỗ này đi. Anh cứ đếm từng 1 triệu một bỏ dưới. Nó dễ. Hai mươi lăm triệu, đây là 5 triệu nữa. Ba mươi triệu. 32 triệu rồi. 32 triệu, 32 triệu, đấy 30 triệu rồi. Đây, 1 triệu, 31 triệu, 32 triệu, 322.000. À đây. Hai trăm này. 300 này. 20.000 này. Em hình như có cả 2.000 tiền này. Đấy. 32.000. Đấy, coi như xong nhá. Rồi. Đó, thanh toán tiền vật liệu cho nhà ông già trên núi này, tiền cát sỏi cát này, xi măng này, rồi gạch các thứ đấy là hết 32.322.000. Đó, số tiền còn lại thì Feng Feng sẽ tổng hợp để giúp nhà em mình này lắp cái cửa, hai cái cửa sổ, cái cửa bên này với cả cửa góc bên kia ấy, thì sẽ làm cửa bằng gỗ thôi, sẽ giúp là làm một cái cửa chính bằng cửa sắt. Đó, và cái khung của cái cửa này này nó bằng sắt nữa. Đó nhá. Thì coi như xong rồi, đến đây giúp cũng gần như xong rồi, còn mỗi cửa thôi mà, mỗi cửa này với cửa bên này với cả cửa trước thôi. Đấy, coi như xong rồi. Bàn giao tiền vật liệu xong rồi, bàn giao nhà cho ông nhá. Hôm nào lắp mỗi cửa nữa là lên xin ông bắt cơm nữa là đi về thôi. Rồi thật. Vâng, nói cháu mời các ông các bác mọi người ăn cơm đi. Rồi em mời mọi người ăn cơm đi. Rồi ăn cơm. Vâng. Rồi. Video của Feng Feng đến đây cũng kết thúc rồi. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video khác. Làm các bác đợi cơm nấu quá. Thôi em cảm ơn nhá. Đấy. Cảm ơn anh thợ xây, anh giúp rất là nhiều luôn trong cái việc đấy, với cả mấy anh em đội giúp chuyển vật liệu nữa. Đây này, đó. Cảm ơn các anh em nhá. Đó, rồi xin chào, hẹn gặp lại các bác. Anh thợ xây tuyệt vời lắm, xây quá đẹp luôn. Thank you.